Chào các bác, đây là con chim của mình. Sau một quá trình thay lông thì nó đã đỡ hơn một chút rồi, đỡ hơn rất nhiều. Đó. Con này tai rất là dài nhé. Thì mình làm video này để chia sẻ với các bác một chút về cái con nhồng này. Thì có nhiều bác hỏi quá, mình làm cái chủ đề này nó cũng như gần như là nhắc lại thôi. Thì nhưng mà các bác đã yêu cầu thì mình vẫn làm. Thì các bác ấy hỏi mình là thứ nhất là hỏi là con này nói thì chúng ta nên có lột cái lưỡi nó không? Cần thiết không? Thứ hai nữa là làm cách nào để dạy cho nó nói hay hơn. Đó, nó nói nhanh. Ok, đối với mình thì mình xin phép chia sẻ với các bạn. Thứ nhất là cái việc lột lưỡi. Thì có nhiều bạn cũng khuyên là lột đi cái lưỡi của nó thì nó sẽ nói rõ ràng hơn và nét sắc nét hơn, bảo thế. Nhưng mà cá nhân mình thì con này không hề lột lưỡi gì cả, và một số con mình cũng đã từng gặp rồi, rất nhiều con rồi, không phải mình, thì cũng không có chuyện lột lưỡi hay là làm gì cả, nhưng mà nó nói vẫn là sõi, rất là hay. Và cái việc lột lưỡi nó có một cái tác hại các bạn ạ. Thứ nhất là gì? Mình lột không cẩn thận thì nó gây nhiễm trùng. Đó, nhiễm trùng ở cái lưỡi của nó. À, nếu tổn thương thì nhiễm trùng thì nó rất là tệ nhá các bạn nhá. Đó, đấy chưa chưa kể đến là mình làm sai kỹ thuật nó còn gây ra nhiều vấn đề khác nhau nữa. Và con chim nó cũng đau nữa. Chúng ta không nên, mình thì mình nghĩ là không 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 có có làm mấy cái việc đó. Kệ nó. Như nào nó vẫn thế, đúng không? Chia sẻ thứ nhất. Cái việc thứ hai nữa là các bác hỏi là con chim này làm sao để nó dạy nó nói bằng cách nào. Thì theo mình, như mình ấy, mình biết ấy, mình hay dạy con này, và cái kinh nghiệm của mình chia sẻ với các bạn là như này. Chúng ta dạy cho nó nói thì chúng ta làm gì các bạn? Các bạn hãy để ý mà xem con chim này, cái bắt chước của nó ấy, một là mình dạy cho nó cái câu một câu nói thôi, mình đừng dạy nhiều câu quá, mình dạy cho nó cũng phải có thời điểm, không phải là lúc nào mình gặp nó mình cũng đè đầu mình dạy cho nó nói đúng một câu hello xin chào gì đó, ta không nên như thế. Thì thứ nhất là chúng ta chọn thời điểm, đó là gì? Cái thời điểm mà nó đang đậu ở trong lồng hay là ở bên ngoài cây các thứ, nó cứ hay kiểu nó cứ lẩm bẩm một mình nói, thì mình ở một cái góc nào đó, ở trong một cái chỗ khuất nào đó, thì các bạn cứ chèn cái câu câu chuyện của mình vào cái câu mình cần dạy cho nó, vào cái câu chuyện của nó mình cứ chèn vào. Nó cứ cứ từ đấy là nó sẽ bắt chước theo mình, nó sẽ bắt chước và nó nói theo theo câu của mình nói, nó không nhìn thấy mình nhé. Đó, ý mình là mình đang đứng cái chỗ nào khuất khuất đấy. Đó, đấy là cái thời điểm mình khá là thấy nó hiệu quả khi mà mình dạy cho con này. Rồi, thứ hai nữa là các bạn hãy để ý mà xem. Mình để ý con này là ví dụ ban đêm nhé, mình để ở chỗ hiên, mình hay đi ra, mình đi qua nó một cái, mình gọi nó một cái, mình đặt con này là tên là Bo, mình đặt cho nó, mình đi qua mình gọi là Bo. Đấy, hoặc là đi 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 thi thoảng mình đi ra mình gặp nó, mình tình cờ mình gọi nó phát, đột bột phát một cái mình gọi Bo. Là mình y như rằng là câu đấy hôm sau nó học rất nhanh, nó nói luôn cái câu như thế đó. Còn cái cách mà mình đứng trước mặt nó, mình cứ dạy 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 đi dạy lại mãi cái câu đấy, gần như là nó không để ý luôn đó, nó không thấm được đó. Mình phải hiểu được cái tâm lý cái của nó, cái thời điểm của nó. Cái con này nó không phải là người đâu, thì nó là một cái loại bắt chước thôi, mà giống bắt chước mà, nên chúng ta để ý một chút đó. Thứ hai nữa là tạo cho nó một cái môi trường gọi là thoải mái, đừng có nhốt quá, chúng ta thả nó ra một chút. Và một việc quan trọng nữa là gì? Khi mà các bạn dạy nó mà có rất nhiều người, cái lúc có rất nhiều người, nhiều tạp âm khác nhau, nó khó mà nó bắt được. Các bạn nhìn thấy con chim của các bạn thi thoảng nó nói nhăng nói quệ, nó tai tinh đâu, thì đó là cái lúc mà nó bắt chước được những cái tiếng mà có rất là nhiều người ở bên cạnh nó. Đó. Rồi một cái nữa đó là gì? Chúng ta đã dạy nó thì chúng ta nên là nếu xung quanh nó có rất nhiều con nhồng khác nhau thì chúng ta nên tách các bạn này ra, tách ra
để ở các góc nhà, các khu vực khác nhau để nó không bị nhìn thấy nhau này, khuất ra, nói chung là nó phải một mình, nói chung là thế thì con nhộng nó mới nói được nha các bạn nhé, không là nó sẽ rất là lộn xộn, nó nói không ra một cái gì cả, thậm chí nó không nói luôn. À, có nhiều bác bảo là nhồng có một số con nó chả nói gì, hư luôn, nhưng mà không thấy các bạn làm sai nó hết, bản năng của nó là con nào nó cũng nói mà các bạn, nó thích nói con này đó. Đó là cái một số cái thời điểm mình chia sẻ với các bạn là để chúng ta biết là như nào để chúng ta xử lý, chúng ta dạy cho nó nói nó hay hơn. À, chúng ta đừng dạy các câu liên tục quá nhé các bạn nhé, phải chia ra thời điểm ra, không nó như con này nó có một thời điểm nó chững lại như kiểu đầy bộ nhớ ấy. Không nói, nó chả nói gì nữa, mình dạy mãi thêm mà nó không không học được đó, kiểu như thế. Thế là các bạn phải tách ra, phải tách cái thời điểm ra để mà dạy nó nha. Ok, thì cái thời gian vừa qua mình cũng nhận được cái sự đồng cảm với cả sự góp ý từ các bạn, với các bạn rất là nhiều về cái chủ đề mà mình luôn luôn nhắc đến trong video của mình, đó chính là gì, chúng ta hãy tẩy chay những cái bọn mà nó các cái kênh lớn như kiểu dân tộc Tây Bắc hay là cái gì đó, hay là Tây Bắc vùng cao cái gì gì đó, mấy rất là nhiều kênh cũng là tên ở trong miền Tây các thứ gì đó, rất là nhiều những kênh đó là người ta toàn tuyên truyền kiểu săn bắt rồi giết, cách làm bẫy con này con kia. Thật sự là mình luôn luôn lên án, mình khuyên các bạn là chúng ta nên tẩy chay cái bọn đấy, chúng ta không nên 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 làm theo, vì họ chủ yếu là dạy cho các bạn đến bẫy này, bẫy chim này, rồi bẫy kiểu rồi sau đi cái việc dùng lưới bắt răng để bắt bọn này, thậm chí là dùng kích điện để kích những cái con cá rồi các thứ, cực kỳ tai hại cho môi trường, nó không còn cái gì cả. Bây giờ những con vật này nó rất là quý rồi các bạn ạ, các bạn biết không, nó đẹp không, nó vô cùng đẹp, các bạn cứ tưởng tượng ở trong tự nhiên nó rất là đông, nó nhiều, nó bay từng đàn một, các bạn thấy nó như thế nào, nó đẹp không, nó tiếng nó hót, nó kêu ầm ầm ở trong trong rừng, nó sướng chứ. Nhưng giờ nó không còn nữa, nó rất là ít rồi, bây giờ gần như là có ở trong vùng rừng sâu hoặc là vùng Tây Nguyên thì có nhưng mà rồi rồi nó cũng sẽ hết thôi. Ngày xưa ở rừng nhà mình nó nhiều lắm, khu mình ấy thì nó rất là nhiều, nhưng mà đến đây không còn nữa. Một con cu gáy, một con chim bách thanh cũng không thấy nữa, các bạn thấy như nào, thì các bạn phải hiểu nguyên nhân vì sao nó phải di rời đi hoặc là nó chết đi đó. Thứ nhất là môi trường sống của nó bị thu hẹp, thứ hai nữa là chúng ta săn bắt nó một cách bừa bãi đó. Có một số bác là ở ở trong vùng rừng núi là chúng ta sẵn được một khẩu súng hơi, là súng chế tạo cái súng cồn, rồi súng súng tự chế các bạn. Ủa rồi đi bắn suốt ngày, vác trong mình một cái túi và một cái ba lô suốt ngày đi vào trong rừng để đi bắn đi giết con này con kia. Thực sự là tệ lắm, những bọn như thế là người như thế là quả báo. Đó. Mình có đã làm một video là mình cá nhân mình thấy là những người mà chuyên gọi là lúc nào cũng sẵn sàng để giết con này giết con kia ấy, đi săn bắt ấy, thì đã nhìn thấy rồi, người đó chết một cách tức tuổi, chết bằng điện giật, là chết bằng chính cái nghề của mình, nghề đi bắt đi giết của mình luôn. Bạn thấy không, nó rất là nhục nhã đó. Thế nên là cái gì nữa nó quả báo, chúng ta hãy bảo vệ môi trường, bảo vệ cái khí hậu xung quanh mình. Các bạn nhìn thấy bây giờ mọi thứ nó đã ảnh hưởng trực tiếp đến các bạn rồi đúng không, khí hậu ấy, hiện tại nó ảnh hưởng trực tiếp đến đến chúng cá nhân chúng ta rồi, chứ không phải là chúng ta cố gắng sống cho hết cái thế hệ này, mình còn mấy chục năm thôi thì mình chết đi thì chả ai biết nữa, nhưng mà chúng ta đừng nghĩ như vậy, nó sống được ngày nào thì hãy để lại tốt đẹp một ngày đó chứ đúng không, ai lại suy nghĩ kiểu sống kiếp này qua thôi tệ quá đúng không. Thì mình nói cái chủ đề của mình trong kênh của mình ấy, là mình nói lấy con chim này làm cái tiêu đề để mình nói thôi, chứ còn mình nói mình muốn truyền tải rất là nhiều thông tin tích cực đến mọi người về cách bảo vệ môi trường. Các bạn thấy bây giờ nó nóng quá thể quá đáng, nóng nóng một cách gì thì cái đó là cái gì, tự nhiên nó như thế đâu đúng không, nó do cái khí hậu nó tạo ra, môi trường nó tạo ra hết.
nó làm cho mình các bạn chặt cây này, các bạn phá môi trường sống này xung quanh này mình này đó, thì nó sẽ tạo ra, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến mình thôi, rất là tệ đúng không? Bây giờ nóng, bao giờ có bao giờ nóng đến 40 50 độ bao giờ đâu, ngày xưa, nhưng bây giờ là nó nóng như vậy tệ lắm. Thì chúng ta hãy hành động thôi các bạn, hành động bằng cách những cái nhỏ, những cái nhỏ như ý nghĩ nhỏ, suy nghĩ nhỏ như như kênh mình thôi, nhưng mà lan tỏa đến nhiều người ở trên cái đất nước này, trên trái đất này, thì chúng ta sẽ có những cái tích cực. Các bạn hãy tưởng tượng nhé, hãy bỏ ngay ý tưởng rằng là chúng ta quét nhà, quét nhà rác ở trong nhà mình, quét một phát ra góc nhà, ngoài đường, ra một cái vỉa hè ngoài đường, thì cái rác đó nó sẽ ra khỏi nhà mình, nhưng mà nó vẫn nằm đấy và nó xả ra cái môi trường xung quanh mình. Chúng ta đừng bao giờ nghĩ như thế. Đó, làm sạch được cái chỗ của mình ở thôi, chứ còn bên ngoài kệ nó, ta không quan tâm, thì như vậy là ý nghĩ cực kỳ tệ nha. Các bạn hãy thay đổi. Nếu bạn nào đang 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 có những cái tư tưởng và những cái lối sống như vậy, chúng ta hãy bỏ qua, hãy sửa ngay đi. Mình thấy rất nhiều người như kiểu chúng ta thấy rác, chúng ta ném ra ngoài đường, rồi ăn đi ăn uống những cái túi ni lông, rồi những cái hộp trà sữa chúng ta uống xong chúng ta vứt ra đó, uống xong chúng ta ném, tiện tay chúng ta ném vào một cái khóm bụi cây nào đó, rìa đường nào đó, thì các bạn nghĩ là nó sẽ chúng ta sạch sẽ, nhưng mà thực tế nó để lại rất 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 nhiều hiệu hậu quả đó. Chúng ta không nên làm thế. Mình nghĩ là bọn trẻ con bây giờ nó cần phải được giáo dục thật sự, là những thầy cô, những cái người đứng đầu người ta không ý thức được cái việc đó, thì các bạn thấy tai hại đến mức độ nào cho xã hội này đó. Mình có kể cho bạn các bạn một câu chuyện là mình đi đường thì mình đừng dừng đèn đỏ, mình gặp hai mẹ con. Hai mẹ con thì chở nhau đi, thì bà mẹ cứ đèn đỏ, đang đèn đỏ, nhưng bà mẹ cứ mon men lên ngã tư Láng Hạ, bà mẹ cứ mon men lên và đi, rồi không thấy nhiều người thì qua đường thì cứ đi luôn. Thế thằng thằng bé nó ngồi trên đầu, nó bảo mẹ ơi mẹ, sao sao mẹ lại vượt đèn đỏ. Xong bà mẹ nói câu chán luôn, bà bảo ui giời ơi, có ai đâu mà, đi thôi đó, bà nói thế. Nhưng mà thằng bé nó vẫn cố nói, nó bảo cô giáo con bảo là không được vượt đèn đỏ, sẽ nguy hiểm cho bản thân và nguy hiểm cho người khác đó. Đôi khi chính mình, nền giáo dục đã, người ta đã dạy rồi, nhưng mà về nhà người lớn, bố mẹ, những bậc phụ huynh còn không dạy được con, vì ý thức của họ quá tệ đó. Thế nên là chúng ta cực kỳ là tồi tệ các bạn nhé. Thế nên là tất cả chúng ta đang rất tồi tệ các bạn này, không có ai 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 là đang biết cách suy nghĩ cho cái môi trường xung quanh, cho cái hệ sinh thái tự nhiên của chúng ta bây giờ cả. Mình đảm bảo luôn, không có một ai cả đó. Có chăng trái đất này có thì cũng đếm trên trên đầu ngón tay những người ý thức thật sự luôn đấy. Ok, mình chia sẻ với các bạn chủ đề hơi dài, mình sẽ lấy chủ đề của mình là mình luôn lấy con chim này làm tâm điểm, xong mình sẽ nói rất là nhiều thứ. Mình hy vọng là các bạn đồng cảm và chia sẻ. Chào và hẹn gặp lại các bạn. Bo chào các bạn đi Bo. Bo ơi. Bye bye. Chào Bo nhé. Chơi suốt, cứ thả ra suốt thôi, còn mình không bao giờ nhốt. Chào các bạn nha.